Rồi chúng ta ra tới đây là ngã ba Chú Ý. Ngã ba Chú Ý bây giờ làm lại mới, thay đổi hết trơn rồi bà con. Bà con bác sẽ thấy nó sự thay đổi lớn lắm. Ở đây hồi xưa đó là cổng số 3. Đó, bên tay trái á, cái khu đó là khu cổng số 3 của trại Trần Đạo bà con. Đi băng qua cái cổng này nó không có nằm ở đây đâu mà phải đi xuyên qua cái sân gôn. Xuyên qua sân gôn. Đi thẳng vào chợ cổng số 3 của trại Trần Đạo. Cái cổng số 3 này sẽ đi thẳng xuyên qua cổng số 1 nha bà con. Đi ngang qua phòng hành quân luôn á. Rồi, con đường này là đường Phạm Văn Đồng mới mở sau này nè. Hồi đó không có hay con đường này, chỉ có con đường Nguyễn Thái Sơn bên kia. Đường Nguyễn Thái Sơn bên kia như là xưa là Phan Thanh Giảng. Rồi qua bên kia Nguyễn Kiệm. Hồi xưa là tỉnh lộ mấy đó, quên rồi. Tỉnh lộ 15 hả? Rồi qua kia là con đường xuyên qua kia là đi vô sân bay. Nơi đây chỉ có 3 ngã thôi. Thật ra là nó có tới tổng cộng 5 ngã đó, nhưng mà do 2 ngã trong kia đi vào căn cứ quân sự, thành thử ra không tính. Chỉ tính con đường Nguyễn Kiệm với con đường Nguyễn Thái Sơn thôi. Ở đây người ta gọi là ngã ba Chú Ý. Mà cũng không hiểu tại sao gọi là Chú Ý, chắc hồi xưa là đây có nhà Chú Ý. Chú Ý là cái tên chắc ba mày còn nghĩ của người Hoa đó bà con. Thì đây là ngã ba Chú Ý. Thì ngay cái khúc này thì có một cái điểm đáng nhớ nữa là đó là cái khu này là ở đó là cái trung tâm tiếp huyết ở đây nè. Đó, đối diện xéo ngay chỗ cái bảng đó luôn đó bà con. Đó, nơi đó là cái trung tâm tiếp huyết. Còn xéo qua bên góc kia chợ Tân Sơn Nhất á, hồi xưa đó là tiểu đoàn 2 công vụ. Gồm có 4 đại đội. 4 đại đội khoảng 500 quân đó bà con. Có nhiệm vụ là bảo vệ vành đai phi trường Tân Sơn Nhất ở đây. Rồi mình đang đi con đường này là con đường Nguyễn Thái Sơn. Bên tay trái này là tổng y viện Cộng Hòa nha bà con. Rồi con đường này là đó là mang tên là đường Phan Thanh Giảng. Bên tay phải này có một cái trường học của bên Công giáo lớn lắm bà con. Ở đây là giáo xứ Mừng Cầu đây. Có một cái trường học ở đây nè bà con. Cái trường học tên gì ba mày còn không nhớ. Bà con cô bác nào có nhớ nhắc giúp ba mày rồi vậy. Trường này người ta gọi là trường trường học không hối thuốc, không phải trường trung học phổ thông Gò Vấp. Trường này là hồi đó tên gì ba mày còn không nhớ. Ở đây là thuộc về dòng Đa Minh. Còn đây là cái cổng nè. Cổng này không biết cổng số mấy. Giống như cổng chính quá ha. Đây là bệnh viện nè bà. Hồi xưa đây gọi là tổng y viện Cộng Hòa. Rồi giờ ba mấy cầu sẽ hướng chở bà con của bác đi về chợ Gò Vấp ha. Bây giờ ở đây người ta gọi là bệnh viện quân y 175. Sau năm 1975 nơi đây được đổi tên là quân y viện 175. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở miền Nam đó nha bà con. Đến thời điểm này ba mẹ còn chưa thấy bệnh viện nào mà quy mô một hoành tráng nào như cái bệnh viện này, lớn nhất miền Nam luôn á. Còn ở ngoài miền Bắc thì ba mẹ còn chưa đi, ba mẹ còn không biết, nhưng mà bệnh viện này lớn lắm. Con đường này hồi xưa là đường hẻm nè, bây giờ dân đi riết thành con đường luôn. Chứ hồi đó con đường mà chính thức là con đường nó nằm trên đây nè bà con. Mà bà con có thấy không, đường trên đây giờ vắng que, đâu có xe nào chạy đâu. Con đường này là đường Phạm Ngũ Lão nè. Đó, con đường này mới gọi là con đường nè. Con kia là con hẻm mà cắt ngang qua thôi á.
tới đây là bắt đầu xin thưa bà con bác là mình tới chợ Gò Dấp rồi đây. Rồi quẹo đây, con đường này là con đường Nguyễn Văn Bảo. Ở đây có nhà thờ Sao Mai ở đây nè. Ở đây có một cái gì mà công tác xã hội nè. Nơi đây là hồi xưa trước năm 75 là cái gì bà con cô bác có biết không mọi người? À, bà con bác nào biết giáp kiếp bà mẹ con gì đấy. Còn đây là họ đạo Gò Dấp, nhà thờ Sao Mai ở đây. Ở đây người ta gọi là Thánh Đường Anna đó. Trường này là trường đại học công nghiệp. Đây sinh viên nhiều ha. Rồi mình quẹo con đường Lê Lợi, con đường Lê Lợi này đó là ra ngã ba Chú Ý đó bà con. Khu ký túc xá nè. Thấy phơi mền rồi quần áo treo ầm lum nữa. Đây là Gò Vấp. Bún đậu mắm tôm. Lẩu gà lá é giả chiến à, lẩu gà lá é giả chiến có phải là trên Đà Lạt ngay chỗ đầu giả chiến không ta? Rồi con đường này là đường Nguyễn Văn Nghi, đường Nguyễn Văn Nghi này hình như hồi đó nó còn có tên đường Gia Long thì phải. Rồi con đường này đường Quỳnh Phương An nè bà con, giờ ba mẹ cô sẽ quẹo vô đây ha. Quên nữa, trước khi quẹo vô để ba mẹ cô, bà con bắt đợi ba mẹ cô chút, ba mẹ cô coi cái địa chỉ. Bây giờ ở đây nó thay đổi nhiều quá. Để ba mẹ cô coi địa chỉ coi cô chú nhờ ba mẹ cô địa chỉ số mấy. Ủa, lâu quá rồi giờ tin nhắn nó cho mất tiêu rồi. Đây nhà, nhà 52. Trước nhà có tủ lạnh bán yogurt, yogurt, bánh lăng, hảo liêm, số 52. Rồi, giờ mình quẹo vô ha. Con đường Quỳnh Phương An này á, là vào khoảng năm 89-90 là ba mẹ gồ hàng tuần cũng thường hay đi lên đây. À, có nhà một người bạn ở trên này lên đây chơi, chủ nhật ha. Thường là chủ nhật, hồi đó thứ bảy còn đi học. Cuối tuần cái dẫn mấy đứa nít á lên đây chơi. Đây rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Xong vậy là ba mẹ con xong nhiệm vụ. Ở đây nhà cửa giờ san sát nhau rồi bà con. Ba mẹ con nhớ khoảng năm 89 á, 90, 91 luôn, 3 năm. Lúc mà ba mẹ con lên đây á, đường nó vắng lắm.
Hồi đó mỗi lần ba mẹ cậu lên đây là ba mẹ cậu phải đi con đường Lê Quang Định vậy nè, đi chạy từ nhà, hồi đó đạp xe đạp á nha, chạy đạp từ nhà đi lên lên Đa Cao, lên Đa Cao rồi sẽ dòng qua bên Bà Chiểu để mình đạp lên đây nè. Trời ơi, chưa nắng nóng đi con đường này đuối luôn á mà lên chơi. À, đây là chợ Gò Vấp không? Hồi đó là đi vô con đường này nè. À, ba mẹ cậu nhớ đó là ba mẹ cậu quẹo vô con đường này nè. À, đối diện qua chợ Gò Vấp. Đây, con đường này nè. Đó, đó ba mẹ cậu đi là đi con đường này nè. Quẹo vô. Giờ mình đi lượt lại ha, để ba mẹ cậu coi. Đường này đường Trần Phú Cương hả? Đúng rồi, đó vô con đường này nè. Giờ thay đổi nhiều quá bà con, hồi xưa con đường này nó vắng lắm. Để ba mẹ cậu nhớ lại ha, đi thử coi. Lâu lắm rồi đó, giờ ba mấy năm hả bà con? Chắc hơn 30 năm rồi đó, ba mẹ cậu mới đi lại con đường này nè. Quẹo vô. Ba mẹ cậu nhớ là bên đây hồi xưa là nó có vách tường, rồi nó giống như là đồng ruộng lắm. Nhà thì nhà bên tay phải. Ồ, căn nhà rồi thay đổi hết rồi, giờ ba mẹ cậu không nhận ra luôn á, không nhận ra thiệt luôn. À, hồi đó bên tay trái này nó là một cái gì đất trống lắm, giống như một cái vách tường trống vậy đó. Nhà là nhà bên tay phải đâu đây nè, thay đổi hoàn toàn rồi. Ba mẹ cậu không còn một chút ấn tượng gì nữa hết á. Thực sự là không còn một chút ấn tượng gì hết. Nhà khu này hồi đó quẹo vô đây là giống như đồng quê lắm bà con. Ba mẹ cậu nói thật. Ồ, qua đây luôn ha, nhanh chạy quân đội rồi. Đây đây là đâu đây? Ồ. À, chạy tiếp liệu Phạm Đức Được ở dưới đây nè. Bên đây phải khu IMAX nè bà con. À. Đây là con đường này đường Phan Văn Trị. À, hồi đó là cái trại Phạm Đức Được ở đây. À, khu này giờ bà con bác thấy Gò Vấp giờ thay đổi gớm không? Nhà cửa xây đẹp quá trời đẹp, nhà phố rồi nhà biệt thự. Xin thưa bà con cô bác, nhắc tới mà cái khu này á, ba mẹ cậu không biết khu nào mà ba mẹ cậu thấy báo chí á, đăng á, hiện tại mà giá đất á bà con, giá đất ở Sài Gòn mình bây giờ là coi như là tăng mà tăng chóng mặt luôn á bà con, tăng mà tăng khủng khiếp luôn. Đây trại nhiên liệu Phạm Đức Được hồi xưa ở đây nha bà con. Không biết khu nào mà nghe nói là coi như là giá đất mà 1 mét vuông mà lên tới 490 mấy triệu, gần 500 triệu 1 mét vuông bà con. 1 mét vuông nha, 1 mét vuông đất ở Sài Gòn này đó bà con, không biết khu nào mà gần 500 triệu. Ba mẹ cậu bó tay luôn. Còn mà biệt thự á là lên tới mấy trăm, cả trăm tỷ không, mấy trăm tỷ hả. À, nói chung là con số khủng khiếp lắm. Đây là cầu Hang Trong nè bà con. À, cầu Hang Trong có đường ray xe lửa ở dưới đó. À, đây là vườn cao. À, bà con cô bác có thể tưởng tượng nổi không bà con? Ba mẹ cô bị sốc nặng luôn á. Không ngờ mà giá đất ở Sài Gòn mà nó lên khủng khiếp. Nhưng mà chỉ là cái thống kê thôi, chứ còn mà giá gốc ở đâu, khu vực nào thì ba mẹ cô không biết. Mà nghe thôi cũng thấy sốc rồi. Biệt thự mà lên cả mấy trăm tỷ một căn.
tiền đâu mà mua trời. Rồi giờ mình quẹo qua đây, bên đó mình đi thẳng luôn là có cái nhà máy dệt đó bà con, cũng nổi tiếng lắm. Đi đường đó mình về Bà Chiểu á. Đây là con đường Phạm Văn Đồng mới mở sau này. $500 triệu đi, lấy chi cho dễ là khoảng nhiêu ta, 500 triệu là khoảng cỡ 20.000 đô á bà con, phải không ta? Ngàn đô là 25 triệu, ngàn đô 25, 10.000 đô là 200, vậy là 20.000 đô một mét vuông. Bà con bác thử tưởng tượng thôi, một mét vuông mà 20.000 đô, 10 mét vuông là nhiêu, 200.000 đô, 10 mét vuông là 200.000 đô. Trời ơi, căn nhà 100 mét vuông thôi là 2 triệu đô la. Wow. Mà xin thưa bà con bác, giá đó là giá nhà chung cư đó nha bà con. Bamigo đang nói giá nhà chung cư đó nha. Chứ bà con bác đừng có nghĩ rằng đó là Bamigo đang nói nhà phố, nhà biệt thự nha. Không phải nha. Gần 500 triệu mét vuông cho giá nhà chung cư. Mà Bamigo không biết cái chung cư đó là chung cư gì. Con đường này đường Lê Văn Định nè. Khủng khiếp quá. Như vậy là một căn hộ chung cư mà cỡ 100 mét vuông thôi là 2 triệu đô la. Khiếp thiệt. Mà bà con của bác biết đã gọi là chung cư thì nó đâu phải một căn đâu bà con. Đúng không? Nó chỉ cần nó chồng lên cỡ khoảng 10 tầng thôi. Một tầng là coi như là 30 ngồi cho là khoảng 5 căn 6 căn thôi. Không mà 5 căn 6 căn thì đâu gọi là nhà chung cư được. Thôi cho là 5 căn đi. Tầng 5 căn. 20 tầng ngàn căn. Trời ơi bà con của bác thấy ghê chưa? 20-30 triệu đô la đó bà con, nhà chung cư khiếp. Mà ba mày còn không có biết cái chung cư nào, có nếu mà ba mày còn biết cái chung cư nào, ba mày còn đi quay cho bà con bác xem, chứ là ba mày còn cũng muốn xem coi cái nó làm cái gì mà nó mắc dữ thần. Nằm mơ cũng không dám mơ tới căn hộ đó nữa. Chắc ba mày còn nghĩ chắc cái căn hộ đó chắc chỉ dành cho người nước ngoài vậy. Người nước ngoài á, người ta có tiền á, người ta mới mua nổi chứ người Việt không mua nổi đâu. Quá trời. Một căn hộ chung cư không mọi người, 2 triệu đô la 100 mét vuông. Còn biệt thự là hơn 100 tỷ nữa rồi. Mấy trăm tỷ á. Giờ Việt Kiều ở nước ngoài mà nghe giá nhà đó, ba mày còn nói thật chứ cũng mua không nổi. Về nước mua cũng không nổi nhà gì. Phải gọi là đại gia Việt Kiều á thì quả may. Đường Phạm Văn Đồng rộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lên vậy là 12 lên đường bà con. Đường này đi thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất luôn nè. Nước cam, nước mía, ly khổng lồ 10.000, 15.000. Mình ra tới đây là ngã ba Chú Ía rồi. Thì thôi chắc ba mày gọi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.